Hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn quay lại với kênh video của mình. Trong video này tôi sẽ làm một chuyến đi đi săn các bạn. Đó là đi săn sếp ở trên núi. Thì hiện tại tôi đang đi vô một cái khu rừng để đến một con suối để đó là nước suối các bạn, nước suối chúng tôi đang từ núi nhé, đến địa điểm để xem xét. Hy vọng chuyến đi này sẽ có rất nhiều điều thú vị nha các bạn. Tôi đang thi công những người săn sếp như chim các bạn. Tôi quay lại cảnh thôi. Tôi thì không có săn gì được cả. Đi khám phá tự nhiên các bạn. Ok, giờ thì đã vô rừng sâu các bạn. Rừng này các bạn. Này cối ôm tầm này, chúng tôi phải trèo lên ngọn núi cao để có thể săn được những cái để có thể săn được sóc và chim. Nói chung đi cũng khá là mệt các bạn. Rừng các bạn. Đó là hiện tại đang mùa khô các bạn. Đi vào rừng tôi rất thích các bạn. Vào rừng không khí thật là trong lành và mát mẻ. Thấy này, đó. Chim. Wow. Thấy. Khung cảnh rất là hoang dã các bạn. Tôi phải leo dốc. Tụi chứ vô con suối đi. Dốc kẹo quá.
Chạy lên anh ta. Cái gì? Nó chạy về coi. Nó chạy lên coi kìa. Đây đây đây, nó qua bên đây đâu. Đục đục. Mình chạy như điểm mà. Chạy méo mà. Đục đục chạy kìa. Đây là món thịt xếp, thịt xếp nướng trong đêm. Ai giờ thì nó bị xếp một tuần chuột nữa. Đây là xếp đỏ dạ nha các bạn. Đây là thành phẩm nha các bạn. Wow. Chú chở nậu lên không? Chú chở lên. Thịt sắc nướng có một ớt. Là cái nhắc lên thôi, lên thôi lên. Gia vị. Cái này cái nào lên vậy? Gia vị, cái chấm. Quay con sắc nướng. Để nguyên con xé. Bạn mấy mới ngon nè. Đây nó là mùi trắng đây. Đây mùi trắng đây. Trời mùi nhà hàng vậy ta. Mùi ớt. Mùi ớt. Mùi chăm. Rồi. Xin thưởng thức thôi. Ok, giờ là tới công đoạn thưởng thức nè. Anh sẽ thưởng thức đi. Em ném tì cái đùi ra. Ném tì ra. Phê không? Đại nghiêm. Đại nghiêm. Món này dùng món bay dùng tiền rất tuyệt vời. Xem chỉ. Ớt. Không mời. Biết nhanh bước nha. Rồi đang là bắt tay luôn. Đúng bài quá. Đúng bài quá. Chị cứ để lát đi nấu. Nhanh hết nha. Không muốn cùng. Nấu cùng tao bắt chị hồi nãy luôn nè. Chiều chứ hai con vô hai con đầu uống cho sợ nó chết đi. That is all I need. Yeah, I'm still at your heart tonight.